Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên đã đi kiểm tra công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy tại huyện Văn Giang. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh, Lê Văn Hưng, Bí thư huyện ủy Văn Giang. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đến kiểm tra, động viên cán bộ chiến sĩ công an đang thực hiện nhiệm vụ nắm bắt tình hình, phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy tại dự án Dream City và dự án Đại An. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, dự án Dream City và dự án Đại An có quy mô lớn của tỉnh, thu hút lực lượng lao động lớn từ nhiều tỉnh thành phố. Trong đó, không ít lao động là người dân tộc thiểu số, có trình độ học vấn thấp, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, mắc tệ nạn xã hội. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý xã hội, bảo đảm an ninh trật tự của các địa phương triển khai thực hiện dự án. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng công an thời gian qua đã chịu nhiều áp lực trong phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền, các ngành đoàn thể địa phương triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa đấu tranh quyết liệt hiệu quả với các ổ nhóm tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy, biểu dương những thành tích chiến công của lực lượng công an nhằm sớm kiểm soát tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy, tiến tới làm trong sạch địa bàn, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các cấp các ngành mỗi địa phương mà lực lượng công an làm nòng cốt tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, để mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về tác hại hệ lụy của tệ nạn ma túy gây ra cho xã hội. Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường lực lượng giải quyết tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy với biện pháp đấu tranh quyết liệt hiệu quả nhất, nhất là trong tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023.